kỹ thuật làm lá của anh Duẩn, Nguyễn Duẩn. YouTube cho anh Thủy xem tí. Đó, nhìn rất dễ nha. YouTube à? Nhà tranh nhà vách núi. Đây nhà đồ sáng tạo từ từ đêm qua bà đắp từ đêm qua lâu nhỉ. Và mà nó thái quan vẫn xuống cho ta đeo là từ đây đấy, nhưng mà giá vâng ông chủ xem mà đắp một bức xem có đẹp không, người đắp chục bức nữa giá hết trong giường trong nhà chỗ nào có chơi hết bà Huy. Con nhìn theo đây hoa đi chuẩn bị ăn vườn này nữa đi thấy rồi một hoa đi chuẩn bị ăn nhá đáng đi chơi không. Quay gần vào nhà. Hả? Quay gần vào nhà với cả cái không. Con thằng nào có tội chạy thì ra đập luôn nghe. Đây phần đắp thô xi măng còn đang rất ẩm. Châu bò vịt đó. Đang quay mà.